Xin kính chào quý vị và các bạn theo dõi bản tin văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Câu truyền hình trực tiếp, niềm tin và khát vọng, sâu lắng và xúc động. Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống âm nhạc Việt Nam. Dấu ấn triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 29. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 1 tháng 9, câu truyền hình trực tiếp, niềm tin và khát vọng đã diễn ra sâu lắng và xúc động tại 3 điểm cầu, khu lưu niệm đoàn tàu không số, lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Với thời lượng hơn 140 phút, qua sự đan xen kết nối giữa các phóng sự, giao lưu với nhân chứng lịch sử, các tiết mục nghệ thuật, chương trình góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp của đế quốc Mỹ. Thắng lợi của đường lối đối ngoại nhất quán, nguyên tắc độc lập, tự chủ vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Những thành tựu to lớn của ngoại giao Việt Nam 70 năm qua, nhất là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Chương trình cũng thể hiện tầm vóc giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn sâu sắc và những bài học về tinh thần đoàn kết dân tộc của sự kiện tập kết năm 1954. Chủ trương chính sách lớn về quản lý đãi ngộ, sử dụng và bồi dưỡng đào tạo một đội ngũ cán bộ chiến sĩ của Đảng, vừa góp phần cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Sáng qua ngày 1 tháng 9, Ban âm nhạc Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Thanh Hóa tổ chức chương trình ca nhạc Khát vọng xứ Thanh kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống âm nhạc Việt Nam. Ngày 3 tháng 9 năm 1960 tại thủ đô Hà Nội, Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc hợp xướng với quần chúng nhân dân thủ đô hát bài ca Kết đoàn chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3. Ngày 26 tháng 9 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 3 tháng 9 hàng năm là ngày âm nhạc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị. Cùng với sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam, những năm qua, lực lượng những người hoạt động âm nhạc xứ Thanh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Ban âm nhạc Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa hiện có trên 50 hội viên hoạt động sôi nổi. Với tinh thần lạc quan, say mê, hòa vào thực tế, các nhạc sĩ xứ Thanh đã đi khắp các vùng miền, sáng tạo nên những tác phẩm hay, có ý nghĩa, mang đậm hơi thở cuộc sống, đồng thời đóng góp nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cho nền âm nhạc cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Trong không khí vui tươi, ấm áp, các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã cùng gặp gỡ, giao lưu, hòa mình vào những giai điệu âm nhạc nhiều cảm xúc. Đó là những sáng tác mới, ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu thương con người, sự chung sức chung lòng xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp. Chương trình đã tạo sự gắn kết giữa các hội viên nhằm động viên khích lệ nhau trong sáng tác, góp phần vun đắp thúc đẩy nền âm nhạc ngày càng phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mới đây, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa 1930-2020 và tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Thiệu Hóa. Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa năm 1930-2020 gồm 7 chương, giả soát bổ sung, chỉnh lý một số nội dung giai đoạn 1926-1999, sưu tầm biên soạn, bổ sung mới giai đoạn 2000-2020. Cuốn sách là tài liệu quý giá giúp cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện và bạn đọc hiểu rõ hơn về vùng đất và con người Thiệu Hóa, góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Cũng tại buổi lễ, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Thiệu Hóa. Sau 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 52 tác phẩm của 48 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, thể hiện nét đặc trưng về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vươn lên của người dân Thiệu Hóa. Đồng thời cũng khéo léo lồng ghép giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu đổi mới và phát triển của huyện,
cổ vũ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương và phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ 12 tác phẩm vào vòng chung kết, hội đồng giám khảo đã chọn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quảng cáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Triển lãm Mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 29 không chỉ thu hút sự tham gia của đông đảo giới mỹ thuật của khu vực Bắc Trung Bộ mà còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Mỗi tác phẩm mỹ thuật tại triển lãm là một mảnh ghép, góp phần khắc họa nên bức tranh toàn cảnh về bản sắc văn hóa vùng đất và con người của giải đất miền Trung. Và trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những dấu ấn nổi bật của sự kiện này. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung là hoạt động thường niên của Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với các tỉnh thành phố trong khu vực nhằm tổng kết quá trình lao động sáng tạo của các tác giả và tôn vinh tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu xuất sắc. Đây cũng là sự kiện văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ mỹ thuật ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, là cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, thuận lợi, cách nhìn, quan điểm sáng tác trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung năm 2024 trưng bày 226 tác phẩm của 188 tác giả, trong đó có 109 tác phẩm của 71 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 117 tác phẩm của 117 tác giả là hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật địa phương thuộc 6 tỉnh Bắc miền Trung. Đây là các tác phẩm mới và tiêu biểu nhất của các nghệ sĩ trong vòng một năm qua, được sáng tác trên nhiều chất liệu, nội dung phong phú, lột tả chân thực vẻ đẹp văn hóa vùng biển, gửi gắm thông điệp về một cuộc sống bình dị, mộc mạc, nói lên tiếng nói nghệ thuật thuần khiết với tình cảm bao dung và đầy trách nhiệm của người nghệ sĩ. Cái nét riêng của 6 tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, rồi Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì ở mỗi một tỉnh đều có cái dấu tích, đều có cái nét đậm về lịch sử, về văn hóa và được các thế hệ nghệ sĩ ở 6 tỉnh Bắc miền Trung tạo nên cái câu chuyện ở bên trong các tác phẩm. Tôi nghĩ rằng là một cái cuộc hội ngộ lần này tại Thanh Hóa là một cái diện mạo rất là phong phú của 6 cái địa phương. Qua các cái tác phẩm thì thấy rằng là anh em vẫn còn rất là tràn trề sức sáng tạo và cảm nhận được là có một cái sự tiếp nối của lực lượng trẻ đã bắt đầu đã tiếp nối được những cái truyền thống của thế hệ trước để mình gánh vác tiếp tục nối tiếp cái cảm xúc của văn nghệ sĩ đối với những cái thay đổi của cuộc sống hôm nay. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 29 đã mang đến cho công chúng yêu mỹ thuật những tác phẩm đẹp, mang đậm dấu ấn văn hóa của các tỉnh trong khu vực, khơi gợi nhiều cảm xúc thẩm mỹ của người xem, hướng công chúng đến những giá trị chân thiện mỹ hiện đại, tiến bộ. Thông qua các tác phẩm mỹ thuật phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của quê hương đất nước, tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong hoạt động sáng tạo mỹ thuật. Đây là một cái cuộc giao lưu về cái nghề nghiệp, cái chuyên môn mà từ điêu khắc, hội họa, sơn khắc, rồi tất cả mọi thứ cả họa sĩ có cái điều kiện tốt nhất để mà trao đổi với nhau trong cái nghề nghiệp đó. Thì hàng năm là đều có những cái cuộc trao đổi như thế này thì rất là bổ ích cho cả họa sĩ. Đây là lần thứ hai tôi tham dự triển lãm khu vực Bắc miền Trung. Trong cuộc triển lãm này tôi được gặp gỡ và giao lưu rất nhiều những họa sĩ có kinh nghiệm và đúc kết cho mình những kiến thức cơ bản và chuyên sâu để mình trau dồi khả năng của mình. Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung lần thứ 29 đã khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, hội viên, cộng tác viên chuyên ngành mỹ thuật, tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển rộng rãi. Đồng thời, triển lãm lần này cũng là dịp để thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết gắn bó và là cơ hội để các văn nghệ sĩ tỉnh Thanh Hóa được chào đón bạn bè các tỉnh Bắc miền Trung đến giao lưu và chia sẻ về văn hóa nghệ thuật, giới thiệu về văn hóa và vùng đất, con người xứ Thanh, thân thiện, mến khách. Đến đây, bản tin văn hóa trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.